Vậy thì chị nói cho tôi là chị học thầy Châu ở trên mạng mà thì chị à, chữa bệnh như nào? Em học thầy Châu trên mạng thì là mới đầu là em cũng chưa dám mạo hội lắm, nhưng mà nhà em thì nhà làm hàng, thế thì mọi người đến thì cứ có người cứ thế này, thế có người thì dán cao la bát ở đây, thế em bảo là chắc bà đau cổ gái và tôi không mũi được, thế là em cũng bảo là lên đến giờ này em cũng làm động tác, mới đầu em cũng bấm ngũ bội tam kinh ở tay này như thế này cũng giật. Thế xong bắt đầu em cũng xách tay đi thầy thế này, xong bác họ đây em cũng để chân ở đây em cửa ra. Thế xong thì họ phải hôm sau họ đến họ là lấy bố không có làm thầy đấy mà lấy tiền. Thế thì đầu tiên vừa rồi là bà thông ra bà bị tai biến thì em cũng được học, nhưng mà cái hôm em chưa truyền cho con gái là có nghĩa là nếu như tai biến là bấm cái đầu này thì nó lại không làm, nó chỉ bấm vào đây cho bà để bà xong cũng tỉnh hay đi cấp cứu thì bà nhà cháu đi gần bệnh viện. Thế đi có 5 phút là bệnh viện thôi thì họ tiêm một mũi thuốc là 10 triệu. Thì là 2 ngày bắt đầu sau em sang bà nằm trong bệnh viện cấp cứu ấy. Thì là mới đầu là bà yếu lắm thì em bấm mũi bội tâm cái tay này. Đến lần thứ 5 bắt đầu bà mới biết là được thế này. Đấy thì bọn hàng hình tốt rồi, nên là hôm nay không động nữa là về. Đến 3 hôm sau nữa là sang hay là tiếp tục là lại bấm cái mũi bội tâm tinh cái tay này. Mũi bội trên này, tâm tinh đây thì đến được 12 ngày thì bắt đầu bà đòi dậy cả đi, có nghĩa là các con cứ dắt thì nó vào chân thế này, mãi không biết là cái chân này lên. Ta xong bắt đầu dạy các cháu là cứ học thế này được thầy, cháu biết thế nhưng mà cái làm đấy, cái là được 24 ngày thì là về, thì là bây giờ mới đầu đến kia dắt thôi, nhưng bây giờ là không phải dắt nữa rồi, nhưng mà cái miệng này là thôi nhưng mà em chưa động cái miệng này tí nào, bởi vì là sợ là bấm nhầm nó đứt mất, nên là hôm nay mình em học để báo cáo với thầy là như thế. Nhưng mà chị làm cho được bao nhiêu người? Em làm gần 30 người cái bài gái được. Mà con dâu của em là chính cái hôm em ở đây về. Nếu mà mẹ đi đâu 2 ngày em nói chuyện với thầy là em trốn con em đi học đấy. Thì về cứ thế như này, không bưng được cái thứ hạt lên nổi lên toa. Bảo mẹ đâu lên được con, bảo mẹ đi tối hôm mẹ đi đây là chiều hôm đi tự nhiên nó nhói cả. Em còn không muốn được nữa. Thế bảo tôi bỏ đấy, các bà ngồi chờ cháu một tí. Cho lên trên này. Thế bắt đầu tiên ấy là cũng học bơm máu rồi thì là bơm máu rồi nhà một tí. Thế là xong bắt đầu là bấm bội tam chân ở chân. Thế xong em cũng bắt nằm nghiêng ra, em cũng bé em ra cổ. Thế ông chồng bảo đứt cổ nó. Thế thôi chỉ mấy phút thế là lại ra làm con lành lành này. Thế là em cứ làm cái đầu như đấy. Mà chị bắt chiếc thầy Châu làm trên mạng chị bắt nào? Là, em bắt chiếc thầy Châu làm trên mạng. Mà chị cũng không sợ gì hết. Không chào lên nó vẫn làm. Em giật cổ chồng em bảo trong em cho xem cái chồng em bảo đấy chứ ôi ông to đi kia ông giật tiếp cổ mất. Thế nhưng mà em bảo ông cứ lên tôi giật cho ông thôi tôi chả sợ. Thế sau này thế con dâu mày có sợ không? Nó bảo không. Thế là em giật đấy em giật cổ con dâu cũng là cái khăn ở đây thế này là nhấc lên xong thì thành cái cổ này. Thế nhưng mà sau một lúc này cháu giật đi ngon lành lên rồi. Chị có xem kỹ cái động tác của thầy Châu làm trên mạng không? Em có, nhưng thật với thầy là một tháng nay từ lúc nghe em đi mổ về xong rồi em sang bệnh viện là người ta kể chuyện là gặp cái thầy Châu này, thế là em về cứ mở mạng ra một tháng nay trưa ngày nào ngủ trước 2 giờ sáng cứ mở em xem thôi. Hôm nào mà ăn cơm xong thì em lên bật cái vi tính nó to này em xem nó rõ, đến lúc 9 giờ cả nhà đi mổ rồi em lên cầm điện thoại em xem. Thế là em mới quyết định là em đi học hôm vừa rồi đấy thầy ạ. Chị cảm nhận gì về cái phương pháp này mà chị chữa bệnh như này? Nói thật với thầy là trong cả lớp là em trước thì là cách đây 3 năm là em cháu con dâu nhà em ấy nó đẻ cái đứa thứ 3 thì cháu bị bẩm sinh thì mắt này thì em đi chữa các nơi 1.5 năm ba của cháu lang thang đi chữa sang Singapore rồi. Thế cuối cùng về đến Thái Bình thì học thầy Kỳ là chữa cái lần chẩn đấy thì em chưa lần chẩn nó lâu quá, nghe chỉ mỗi một cái là chấm cái việc mà gọi là lệch múi giờ thì cháu có biểu hiện hay là vì hơn 1 năm rồi cháu chưa biết ngủ đêm là gì. Thế khi châm cái bài mà lệch múi giờ thì được 1 tuần sau thì cháu ngủ đêm và đến bây giờ cháu ngủ đêm. Thế nhưng mà đại thể là cái mắt tác động rồi những cái mà để mà tự kỷ của cháu bây giờ ba năm rồi mà cháu chưa nói được, chưa đi được, chưa nghe được thì chưa phân biệt cái gì thì em thấy nó bé và em châm cái việc nó không có tác dụng nhiều lắm. Thế là được lần vừa rồi là đưa đi chồng đi mổ cái mẹ này thì cũng đưa đi chữa rất nhiều rồi nhưng không được, cuối cùng ông quyết định đi mổ vì nó đau quá không chịu được. Thế đi mổ rồi thì đấy hôm nay em nói chuyện như này là về đây rồi em học mà em cứ tiếc mãi là vì em ở Bạch Mai 1 tháng rồi em không biết để em chưa về em sang. Thế về hôm vừa rồi thì ông có thấy còn cái chân này, thế là mấy hôm vừa rồi em cũng từ cái hôm mà em học được 1 tuần ấy là trước cái chân ông ấy thế này
Nhưng bây giờ ông là được tương đối như thế này rồi. Mà em cứ em về em chưa mua đá ở đây, em về em lấy cái đá lại nghe em ấy, cho vào đáy này, đi đi cứ theo này, cái đá, đá nó cứng từ đây thì cái đá, đá, đá. Thế thì mới đầu thì em lấy cái khỏng thóc ấy, em sấy nóng. Thế xong thì cũng thế nào thì cũng biết là đến giờ thì nó như thế nào thì cũng chưa lắm là rõ, đi như là học này là được mấy ngày nó cực bẩy. Thì thứ hai bắt đầu là làm ấy, chồng con bảo, tôi hỏi thật, hôm qua bà đi đâu? Thế cũng nói là hôm nay em đi về tỉnh hành này. Thế là đến hôm nay công viên, rồi mấy lần công viên, bà đi học đi, bây giờ bà già rồi, bà cứ đi học đi. Bà xong nói bảo, anh em thấy học cảnh xạ ở dưới, để cái điện thoại mặt bố thì bà đi ngay, bà đi ngay, bà học rồi hết. Là đặc biệt chồng qua là đi học rồi, đây bà đi. Bây giờ mong muốn nhất của em ấy là buổi gần nhất đây là đi học làm sao về để cho bà không ra nói được, là bởi vì cứ 2 ngày 3 ngày em xuống một lần, phải nói là bệnh viện cách nhà thì 4 cây nhưng mà cứ 4 rưỡi bắt đầu xong công việc lại khi xe sang. Chị nói đầy đủ họ tên và địa chỉ của chị cho nè. Em là Dương Thị Sản, em ở Hà Sơn, Thu Bình, Thái Nguyên. Nói từ từ tôi chẳng nghe thấy gì cả. Em là Dương Thị Sản. Dương Thị Sản. Vâng, em ở Hà Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên. Cái gì? Kha Sơn, Thái Nguyên. Phú Bình, Thái Nguyên. Dạ. Lúc đầu là chồng với con là không cho đi học. Không phải là không cho đi học, vì em cũng học nhiều môn Thái rồi, để phải nào em cũng hay đi học. Thế ông bảo mua đây cái dụng cụ về làm cái đéo này đâu, chồng bảo thì không chịu làm. Thế là khi người ta đến, chồng làm thì mai cũng khỏi. Thế mà người ta đến thì ai đến bảo cũng bẻ cho nhanh hết. Thế mà người ta có giả cái đéo gì đâu mà chịu làm đấy, ông nói thật nên xin lỗi cả lớp nào có bệnh như thế. Thế sao bảo thế, nhưng mà tự nhiên hôm qua hôm kia bảo là tôi thấy đôi khi bà đi học tốt đấy, bà đi học về bà cứ làm từ thiện thì cũng được để lấy thuốc đấy. Thế tự nhiên lại nói như vậy. Thế nên đại thể là cái người mà đau cổ gáy thì em cũng mặc mượn đấy, làm phải gần 30 người. Hope in em. Chùm game nào anh em.